Kênh YouTube Vinh Ly xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ dắt các bạn tới một cái tiệm The Craft Store, tức là đồ thủ công đó các bạn. Các bạn nào mà đang theo các lớp thủ công hay là muốn trang trí nhà cửa với bông giả thì có thể ghé qua tiệm này nhìn một chút để coi có thể coi mình có cần thứ gì hay không. Tiện thể mình cũng có thể đề cập tới tên của tiệm này, gọi là Michael Store. Lý do mà mình tới tiệm này đó là mình cần một số hoa giả rẻ tiền để trang trí trong một dịp đặc biệt. Cái loại bông lớn bằng wood này đó thì để dán lên tường, dán nhiều cái thành một đám bông rất là đẹp. Rồi bông này là bông gì? Là hoa mẫu đơn hay là mẫu hậu? Mình nói là bông mẫu đơn, mẹ mình nói là bông mẫu hậu. Bạn nào cho là mẫu đơn đó thì comment mẫu đơn bên dưới, bạn nào cho là mẫu hậu thì comment mẫu hậu bên dưới giùm mình nha. Sau đó mình có thể dẫn tới kết luận. Nhưng mà mẫu đơn mẫu hậu gì đó thì cũng là mẫu giả hết chứ không phải mẫu thiệt đâu. Trong cái đám bông này đó, nhìn xa xa thì nó thiệt như là hoa. Muốn thật giả thì phải lại gần mới biết được. Rồi lia qua bên phải chút nữa, đúng rồi, ngay lại chỗ này. Cái đám miễn chai này đó là dùng để trang trí bình mà thôi. Nhưng mà ai quýnh ghen nữa, khỏi dùng axit, lấy đám miễn chai này liền vô mặt cũng hiệu quả không kém đâu nha. Đó, đó chắc 10 đồng á. Đó 10 đồng không? Mình 6 đồng, 10 đồng. Cái bình bông hồng mà để trước đó là mua một chậu vậy là coi như là mình hai rồi. Không mua bệnh nhiều. Vậy là một bông một đồng đó. Không, mà mua bên kia về 6 đồng rồi. Ừ, 6 đồng, một tầm giữ 6 đồng. Vậy đây nó để 10 đồng giảm xuống 6 đồng cũng như không. Nhưng mà ở này nó có lá nhiều. Rồi, mấy cái lá tính 24 đồng rồi. Lá nó nhiều nhưng mà có một cái á. Còn đây là cái chậu dương xỉ gì? Dương xỉ gì mà 30 mấy 40 đồng? Ây chà, dương xỉ thiệt 10 mấy 20 đồng mình còn chưa mua. Cái này dương xỉ giả mà 30 mấy 40 đồng. Lấy tiền đâu mà mua cho nổi. Thôi bỏ qua đi. Đi coi hàng thứ khác. Qua đây nhiều bông, nhiều màu sắc hơn nè. Mai á. Có đâu, đào à. Đào lại bơm. Mấy đồng hả? Rồi, có cây này tệm nè. Không thấy gì á. 10 đồng. 10 đồng á, nó mua về cắm một cây. Cắm đâu? Cắm lên đầu à. Tết qua rồi. Không, thì để Tết năm tới xài hoài. Trời ơi. Tao xài cái bông biết mày biết bao nhiêu cái Tết. Ừ. Xài cái bông biết bao nhiêu cái tết. Em chỉ có cây này đẹp mà. Măng xài kiểu đó kinh tế sao phát triển được măng. Thôi thì ai xa mà thang ta mà vậy.
dụng luôn cái thể loại bông giả. Bây giờ mình chuyển qua cái thể loại bông khô nha. Bông khô này đó thì làm cũng được. Có cái đó mùi hương không có giữ được tự nhiên, là mùi hương tẩm. Còn cái đám cây khô này đó là chắc là bạch dương quá. Loài này để vô tiểu cảnh này thì cũng đẹp lắm nha. Qua khỏi đám bông khô rồi, bây giờ mình chuyển qua cái thể loại mốc nha các bạn. Mốc lớn, mốc nhỏ. Các mốc này đó có thể dùng mốc cho nón lẹn, mốc cho áo lẹn, mốc cho dở lẹn và mốc bọc. Mốc bọc hình như không có được. Để coi cái này, cái mốc này, mốc này chưa có lớn đâu các bạn. Để mình giới thiệu cho các bạn cái mốc lớn hơn. Cặp này đi, cặp này lớn nhất ở đây rồi đó nha. Còn cái tô này thì chắc chỉ để sử dụng đựng đồ phụ tùng thôi. Thôi video mình tới đây là kết thúc. Xin các bạn để lại comment, subscribe để ủng hộ kênh của mình nha.